người phụ nữ bị hành hùng sau khi va chạm với trẻ trượt bà tin giữa đường. Lập tổ công tác động viên cô giáo dối vì không xin được tiền mua laptop. Khách quốc tế đến bảo tàng Quảng Ninh ngày đầu mở cửa sau bão Jagi. Triệu tập hai nhóm thanh niên hôn chiến khiến ba người bị thương. Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh va chạm giữa một xe máy và bé trai trượt patin trên đường. Va chạm khiến hai người phụ nữ ngồi trên xe máy ngã xuống đất đáng chú ý khi người phụ nữ lái xe máy vừa ngồi dậy chưa kịp phản ứng thì bị một người đàn ông chạy tới tấn công khiến dư luận bức xúc cụ thể theo hình ảnh từ camera an ninh nhà dân ghi lại nhóm trẻ trượt ba tin giữa đường bất ngờ một bé trai chuyển hướng sang làng đối diện và va chạm với chiếc xe máy do người phụ nữ điều khiển chở một phụ nữ phía sau đang đi trên đường va chạm khiến em bé trượt ba tin và hai người trên xe máy ngã lăn ra đường Lập tức một người đàn ông lao ra tấn công người phụ nữ lái xe máy dù người này cố gắng giải thích vì đứa bé đột nhiên lao ra. Qua tìm hiểu vụ việc xảy ra vào ngày 29 tháng 9 tại một đường hẻm thuộc khu phố Tân Trà, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Người đàn ông có hành vi gây gỗ người là cha của đứa trẻ bị xe máy tông trúng khi trực ba tin giữa đường, được biết người đàn ông này là một cán bộ nhà nước. Sau khi xảy ra vụ việc, người đàn ông này đã tìm tới nhà người phụ nữ bị tấn công để xin lỗi, nạn nhân đồng ý hòa giải và không thư kiện. Tuy nhiên, hành vi của người đàn ông khiến dư luận địa phương bức xúc. Liên quan đến vụ việc cô giáo dỗi vì không xin được tiền phụ huynh mua laptop gây xôn xao dư luận những ngày qua, theo thông tin mới nhất, trưởng phòng giáo dục đào tạo quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã cử cô phó hiệu trưởng làm chủ nhiệm lớp 4/3 để dạy thay cô giáo cũ. Đồng thời, trường tiểu học Trương Dương cũng đã lập tổ công tác động viên tinh thần cô Trương Phương Hạnh sau vụ việc vừa qua. Sáng ngày 1 tháng 10, ông Võ Cao Long, trường phòng giáo dục đào tạo quận 1 thành phố Hồ Chí Minh chính thức thông tin về vụ việc cô giáo xin phụ huynh mua laptop ở trường tiểu học Trương Dương. Theo ông Long, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận 1 đã thống nhất chỉ đạo đối với trường hợp xảy ra ở trường tiểu học Trương Dương là kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật nếu có, không bao che các hành vi vi phạm, công khai minh bạch, làm rõ thông tin dư luận để đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho các em học sinh, ban giám hiệu trường tiểu học Trương Dương thống nhất cử cô Đinh Thị Kim Thoa Phó hiệu trưởng sẽ thay thế cô Trương Phương Hạnh, phụ trách việc giảng dạy các em học sinh lớp 4 trên 3 ngay vào sáng nay. Ông Long cho biết, cô Thoa từng là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền, được nhiều giấy khen các cấp. Ngay trong chiều ngày 30 tháng 9, cô Thoa đã chủ động tham gia tương tác với nhóm phụ huynh của lớp. Ban giám hiệu nhà trường đã ban hành quyết định phân công cô Thoa đảm nhận nhiệm vụ phụ trách lớp 4 trên 3 ngay trong chiều cùng ngày. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu trường tiểu học Trương Dương thành lập nhanh tổ công tác gồm đại diện phòng giáo dục đào tạo, cấp ủy Ban giám hiệu nhà trường, công đoàn trường, Ban kiểm tra nhân dân đến tiếp xúc động viên cô Hạnh ngay trong tối ngày 30 tháng 9. Ban giám hiệu trường tiểu học Trương Dương đề nghị cô Hạnh từng trình làm rõ những nội dung có liên quan đến cô đang được đăng tải trên mạng xã hội nộp trước 9 giờ ngày 3 tháng 10. Ông Long cho hay, động viên ở đây nên được hiểu là trong cuộc sống hay công việc có những quyết định ở thời điểm đấy nóng vội, chính vì vậy tổ công tác đến để tìm hiểu tình cảm tư tưởng của cô Hạnh. Trưởng phòng giáo dục đào tạo quận 1 cũng nói rằng sau vụ việc trên, Ủy ban nhân dân quận 1 đã giao phòng tài chính, phòng giáo dục phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu việc kiểm tra thu chi đồng năm học của các trường trên địa bàn. Ông nhấn mạnh, sau sự việc này, thời gian sắp tới tôi sẽ chỉ đạo phân công nhân sự theo dõi, chia sẻ, nắm bắt nội dung của các cơ sở giáo dục trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cũng như xử lý các vấn đề phát sinh. Cô Trương Phương Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3 khối trưởng khối 4, trường tiểu học Trương Dương, bị hơn 20 phụ huynh lớp 4 trên 3 đứng chung đơn phản ánh lên hiệu trường xin đổi chủ nhiệm. Lý do là cô đề nghị phụ huynh ủng hộ mua laptop, nhưng khi có ý kiến không đồng ý thì không soạn đề cương ôn tập cho học sinh. Hiện vụ việc đang tiếp tục được giải quyết. Cô Trương Phương Hạnh bị tạm đình chỉ công tác với thời hạn 15 ngày. Lý do để xác minh, làm rõ đơn phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét hướng xử lý kỷ luật. Tiếp theo chương trình xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Cơn bão Yagi vừa qua đã để lại thiệt hại nặng nề cho tỉnh Quảng Ninh. Nhiều công trình biểu tượng của tỉnh này đã bị cơn bão tàn phá. Vậy nhưng sau một thời gian ngắn phục hồi, ngày 30 tháng 9, Quảng Ninh chính thức mở cửa bảo tàng Quảng Ninh đón khách quay trở lại. Sau hơn 20 ngày đóng cửa khắc phục thiệt hại nặng nề do bão số 3 Yagi gây ra, bảo tàng Quảng Ninh chính thức mở cửa công trình và đón khách trở lại từ ngày 30 tháng 9. Nhiều đoàn khách tham quan bảo tàng, đa số là khách quốc tế như Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu. Cụ thể, bảo tàng mở cửa các ngày trong tuần trong khung giờ từ 8 giờ đến 12 giờ và 13 giờ đến 17 giờ, khách tham quan ngoài giờ nên liên hệ trước 2 ngày. Giá vé người lớn 40.000 đồng một lượt một người, học sinh sinh viên, học viên 20.000 đồng một lượt một người, trẻ em 10.000 đồng một lượt một người. Bảo tàng Quảng Ninh là một trong số những công trình biểu tượng điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế của tỉnh Quảng Ninh. Bão số 3 khiến nơi đây bị thiệt hại nặng nề, trong đó hơn 1.000 mét vuông kính bị vỡ nhiều khung thép và phần mái bị hư hỏng nặng, cây cối tiểu cảnh trang trí bị gãy đổ, nhiều pano áp vích bị gió thổi bay. Đến nay, bảo tàng đã hoàn thành công tác khắc phục thiệt hại sau bão như tổng vệ sinh, khắc phục các ống lấy sáng, đập kính vỡ, vệ sinh thang cuốn, thang máy, vận chuyển, thiết lập, rác thải, đồng thời kiểm tra sửa chữa các thiết bị điện, nước, thiết bị báo cháy, camera an ninh, màn hình, đèn chiếu sáng. Các không gian trưng bày được chỉnh lý, bổ sung, đảm bảo về chất lượng hình ảnh hệ thống bán vé cũng đã hoạt động trở lại bình thường ngành du lịch quảng ninh cũng chịu nhiều thiệt hại nặng nề tuy nhiên sau nhiều ngày tổ chức phục hồi khó khăn sau bão nhiều đơn vị doanh nghiệp địa điểm du lịch nổi tiếng như vịnh hạ long cô tô móng cái bãi cháy hòn gai đã dần hoạt động trở lại hy vọng rằng tỉnh quảng ninh sẽ nhanh chóng hoàn thiện như hiện trạng ban đầu và đón thêm nhiều lượt khách trong nước và quốc tế đến đây Ngày 30 tháng 9, thông tin từ Công an huyện Gia Viễn, Ninh Bình cho biết, cơ quan này vừa triệu tập hai nhóm 16 thanh thiếu niên để điều tra, làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng. Theo đó, nhóm thanh niên này đã rủ nhau hỗn chiến khiến ba người bị thương. Quá trình điều tra ban đầu xác định, khoảng 19 giờ ngày 27 tháng 9, một nhóm gồm 10 thanh thiếu niên ở huyện Nho Quan, sinh năm từ 2005 đến năm 2010, rủ nhau tụ tập, đi trên 5 xe mô tô, mang theo hung khí phóng xe với tốc độ cao sang huyện Gia Viễn tìm nhóm thanh niên có mâu thuẫn từ trước để gây gỗ đánh nhau đến khu vực thị trấn Me gặp tổ công tác 161 của công an huyện Gia Viễn nên cả nhóm bỏ chạy. Sau đó nhóm này gặp nhóm 6 thanh thiếu niên khác sinh từ năm 2005 đến năm 2009 ở huyện Gia Viễn đi trên 3 xe mô tô nên hai nhóm đã gây gỗ, tuy nhiên chưa xảy ra ẩu đả. Đến khoảng 21 giờ 15 phút, khi nhóm thanh thiếu niên ở huyện Nho Quan đi chơi dưới thành phố Ninh Bình về đến khu vực huyện Gia Viễn, hai nhóm thanh thiếu niên đã xô xát đánh nhau, dẫn đến ba đối tượng bị thương do đánh nhau và do tự ngã ra đường hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gia Viễn đang khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Tại tỉnh Lào Cai vừa qua lại tiếp tục đón những trận mưa lớn xối xả gây sạt lở và ngập lụt ở nhiều nơi. Ngay trong đêm, mực nước dâng cao người dân sinh sống tại đây đã phải tức tốc di dời người và tài sản. Cụ thể, mưa lớn từ thượng nguồn khiến nước trên suối ngòi sang bất ngờ dâng cao trong đêm, làm hàng chục hộ dân ở xã Quang Kim, huyện Bát Xác, tỉnh Lào Cai phải nhanh chóng di dời khỏi nơi nước lũ. Ông Trần Đăng Khoa, thôn Làng Quang, xã Quang Kim cho biết, lúc 12 giờ 30 phút nước bắt đầu lên, tới 1 giờ nước lên cao, vợ chồng tôi cứ thế chạy. Đến 1 giờ 30 phút tôi gọi cho trưởng thôn báo, nước lên to lắm, rồi trưởng thôn chạy đến xem và gõ kẽn báo cho bà con cùng chạy. Theo ông Ngô Hoàng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Kim, qua rà soát toàn xã có 36 hộ dân bị ngập nước, ảnh hưởng nhà cửa. Đây là trận lục thứ hai xảy ra trong năm và thiệt hại của trận lục trước vào đêm ngày 8 tháng 9 còn chưa khắc phục xong, nay địa phương tiếp tục hứng chịu. Ông Sơn cho biết 10 hectare ngô xã vừa xuống giống, cây mới mọc được 15 đến 20 cm. Ngoài ra 3 hectare rau chúng tôi cũng vừa xuống giống, xã đã cho cải tạo lại toàn bộ đất và 3 km mương để khôi phục sản xuất, nhưng nay nước lại ngập toàn bộ. Tới sáng ngày 1 tháng 10 nước bắt đầu rút. Các lực lượng bốn tại chỗ đang tập trung hỗ trợ bà con dọn dẹp nhà cửa, ổn định lại đời sống. Ngoài ra, mưa lớn kéo dài cũng đã gây ra sạt lở ách tắc nhiều tuyến giao thông của huyện Bắc Sát, như đường tỉnh 155, đoạn qua xã Mường Hùng, đường cứu Hộ, Nối, Trịnh Tường, Y Tý, đường Liên Thôn thuộc xã Cốc Mì. Dữ liệu quan trắc lượng mưa cho thấy từ đêm ngày 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, lượng mưa ở Lào Cai tập trung nhiều nhất tại huyện Bắc Sát, cùng một số khu vực thuộc thị xã Sapa và huyện Văn Bàn Mưa lớn từ thượng nguồn dồn về cũng khiến lũ trên sông Hồng qua thành phố Lào Cai dâng cao, vượt mức báo động 1 là 60 cm vào lúc 8 giờ sáng nay. Dự báo mưa lớn diện rộng vẫn sẽ tiếp diễn, lũ trên các sông suối có xu hướng dâng cao, nguy cơ lũ quét sạt lở luôn thường trực. Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương cần chủ động di dời người dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, sẵn sàng phương án phòng tránh. Thưa quý vị, nhiều học sinh trường trung học cơ sở Bình Minh Thanh Oai Hà Nội có biểu hiện nghi ngộ độc sau khi uống nước ngọt được phát miễn phí ở cổng trường gây xôn xao dư luận. Trước thông tin này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa gửi thông tin cảnh báo tới các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã, cảnh báo học sinh không nhận đồ ăn uống từ người lạ, đồng thời lấy mẫu nước ngọt gửi kiểm nghiệm. Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi có thông tin về việc một số học sinh trường Trung học cơ sở Bình Minh, huyện Thanh Oai có biểu hiện nghi ngộ độc khi sử dụng nước ngọt đóng chai được phát miễn phí ở gần cổng trường. Sở đã nắm bắt sự việc và yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Oai kiểm tra, xác minh báo cáo cụ thể. Thông tin nhanh từ phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Oai cho biết, trường Trung học cơ sở Bình Minh hiện có 1 1037 học sinh, nhà trường không tổ chức ăn bán trú. Khoảng 13 giờ 20 phút ngày 30 tháng 9, tại cổng trường có một nhóm người lạ phát miễn phí nước ngọt cho học sinh. 263 học sinh đã uống sản phẩm này. Đến 14 giờ 36 phút cùng ngày, học sinh đầu tiên có triệu chứng đau bụng buồn nôn là em NHH lớp 6A. Sau đó nhà trường đưa em đến trạm y tế xã và chuyển đến bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai. Đến 22 giờ cùng ngày, bệnh viện Đa khoa Thanh Oai tiếp nhận thêm 12 bệnh nhi có cùng triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn nôn đến từ trường Trung học cơ sở Bình Minh. Tại đây, các em này được chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm. Hiện tình hình sức khỏe của học sinh đã ổn định. Các đơn vị chức năng của huyện Thanh Oai đang khẩn trương làm rõ sự việc đồng thời lấy mẫu nước ngọt gửi kiểm nghiệm. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai đã thông tin để các trường trên địa bàn tăng cường phối hợp với các bậc phụ huynh giáo dục con em không ăn quà vật ngoài cổng trường và tuyệt đối không nhận đồ ăn đồ uống từ người lạ. Trong sáng ngày 1 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã gửi thông tin cảnh báo tới các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã về hiện tượng học sinh bị đau bụng khi sử dụng nước uống được phát miễn phí ở khu vực gần cổng trường. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị tăng cường quán triệt các nhà trường tuyên truyền đến học sinh không sử dụng các sản phẩm phát tặng không rõ nguồn gốc, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để quản lý các khu vực xung quanh cổng trường và trên địa bàn, tăng cường quản lý chỉ đạo bảo đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn trong trường học. Thưa quý vị, thông tin về tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi khi hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam đã bị hai tàu sắt nước ngoài áp sát, hành hung dã man, khiến cho dư luận không khỏi phẫn nộ. Ngay khi về đến đất liền, các ngư dân bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Tinh thần các ngư dân rất hoang mang và vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo đó khoảng 21 giờ 15 phút tối ngày 30 tháng 9, tàu cá Quy Ngờ 95739TS cùng 10 ngư dân đã về đến cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi sau chuyến biển kinh hoàng. Tàu cập bến đã được chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng, công an, y tế thăm hỏi sơ cứu. Bốn thuyền viên bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Sáu thuyền viên còn lại được lực lượng chức năng lấy lời khai điều tra nguyên nhân vụ việc. Nằm trong cabin tàu, ngư dân Huỳnh Tiến Công 47 tuổi, chú xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi đau đớn quằn quại, không thể ngồi dậy được bởi tay và chân ngư dân này bị gãy và bị thương nặng. Nhân viên y tế phải đưa ngư dân công lên bờ bằng cáng. Lên xe cứu thương, ngư dân công bằng hoàng cho biết hai tàu săn nước ngoài tiếp cận từ đuôi tàu cá. Họ bước lên tàu cá là lập tức lao vào tấn công các ngư dân từ đằng sau ra đằng trước. Ngư dân công cho biết không khí loang loáng như gậy inox dài khoảng 1 mét. Vẫn chưa ổn định lại tinh thần sau chuyến ra khơi hãi hùng, người dân Nguyễn Thanh Biên, 40 tuổi, chủ thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, thuyền trưởng tàu cá Quy Ngờ 95739TS cho hay. Ngày 29 tháng 9, khoảng 6 giờ sáng, nhìn lên máy định dạng trên tàu thì phát hiện có tàu mang số hiệu 301, bằng mắt thường không thể nhìn thấy được. Khoảng 1 giờ sau, tàu 301 tiếp cận và rượt đuổi tàu của ông. Khi đến gần, tàu này thả hai chiếc cano xuống, hai cano này chạy hai bên kẹp tàu cá để lên tàu, tuy nhiên bất thành. Một lúc sau có thêm một tàu sắt khác mang số hiệu 101 tiếp cận, thả thêm một cano nữa, bảo vệ kẹp tàu cá mình vào giữa. Thuyền trưởng biên nhớ lại, lúc này khoảng 10 giờ, lực lượng trên hai tàu sắt mang đồ dàn gì, khoảng 40 người leo lên tàu, mỗi người cầm một tuyếp sắt rồi ra đòn xối xả. Lúc này tôi cố gắng chạy về phía trước mũi tàu, tuy nhiên có hai người kẹp tôi lại khiến tôi bất tỉnh không biết gì nữa. Khoảng một giờ sau tôi mới tỉnh lại, thấy anh mình bị đánh bất tỉnh, người dân Nguyễn Thương 34 tuổi quỳ xuống xin tha, nên lực lượng kia mới không ra tay nữa. Khoảng 1 giờ chiều ngày 29 tháng 9, lực lượng mặc đồ giản dị bắt đầu xuống tàu, chỉ còn một thông dịch viên và khoảng 5 người ở lại. Lúc này thông dịch viên nói cho tàu chạy về Việt Nam. Anh Thương nhớ lại, khi tàu di chuyển về đất liền thì tàu 101 vẫn bám theo sau đuôi, chạy cách bờ khoảng 50 hải lý thì gặp tàu kiểm ngư của cảnh sát biển Việt Nam. Lúc này lực lượng chức năng lên tàu sơ cứu cho những anh em bị thương và tiếp tục về bờ lực lượng biên phòng Quảng Ngãi đã tiến hành lấy lời khai, tường thuật của các ngư dân. Theo đó, hầu hết dụng cụ trên tàu đã bị đập phá, bị lấy đi cùng khoảng 4 tấn hải sản, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Tối ngày 30 tháng 9, ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn đã có mặt rất sớm để đợi tàu cá vào bờ. Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Hiền thăm hỏi, động viên các ngư dân trên tàu cá quy ngờ 95739TS và trao quà cho ngư dân với tổng số tiền 14 triệu đồng. Được biết, không chỉ riêng tàu cá này mà nhiều tàu cá khác của ngư dân Quảng Ngãi trong thời gian qua liên tục bị tàu nước ngoài tấn công, xua đuổi, lấy tài sản, thậm chí hành hung dã dạ man. Vụ việc hiện đang được chính quyền và ngành chức năng khẩn trương xác minh làm rõ. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác, ngày 1 tháng 10, lãnh đạo công an quận Hoàng Mai Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Đoàn, sinh năm 1992 về tội giết người và cướp tài sản. Đoàn là kẻ đã gây ra vụ dùng hung khí sát hại người tại quán sửa xe trên phố Trương Định, gây hoang mang dư luận vào ngày 17 tháng 9 mới đây. Công an xác định, Phạm Văn Đoàn là kẻ dùng kéo đâm tử vong anh Trần Văn Hát, sinh năm 1985 ở Mỹ Tiên, Mỹ Lộc, Nam Định, là đồng nghiệp cùng làm ở quán sửa xe của đoàn. Sau đó, đoàn đã lấy trộm một xe máy mang đi bán. Trong quá trình tuần tra địa bàn, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9, công an đã bắt giữ đoàn khi đang lần trốn tại quận Hoàng Mai. Khi bị bắt, Phạm Văn Đoàn khai nhận mình và anh Hát đều là nhân viên sửa chữa xe máy tại cửa hàng ở phố Trương Định và cả hai đều được cho ở lại tại gác dép của cửa hàng. Trong quá trình làm việc tại đây, do thực hiện công việc chưa tốt nên đoàn hay bị anh Hát mắng, dẫn đến việc đoàn và anh Hát xảy ra mâu thuẫn khiến đoàn rất bức xúc. Ngày 17 tháng 9, khi thức dậy và nhìn thấy anh Hát đang nằm ngủ, đoàn đã dùng kéo tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, đoàn kéo chăn chụp lên người anh Hát rồi mang chiếc kéo vừa đâm nạn nhân đi rửa và phi tăng chứng cứ sau đó đoàn lấy quần áo bỏ vào vali để bỏ trốn. Lãnh đạo công an quận Hoàng Mai thông tin rằng, trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Phạm Văn Đoàn có hành vi côn đồ hung hãn, mất nhân tính, đủ căn cứ để khởi tố đối tượng này về hành vi sát hại người và cướp tài sản. Đoàn đã bị bắt tạm giam chờ ngày xét xử trước pháp luật. Trước đó vào khoảng 9 giờ ngày 17 tháng 9, người dân phát hiện một người tử vong tại cửa hàng sửa xe máy trên phố Trương Định và lập tức báo cho cơ quan chức năng. Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Đồng thời đưa thi thể nạn nhân về nơi quy định để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án. Quý vị thân mến, nhân dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9, trại giam Xuân Lộc có 69 phạm nhân được chủ tịch nước quyết định đặc xá. Đáng chú ý, đợt đặc xá năm 2024, chủ tịch nước đã quyết định đặc xá tha tù cho bà Bồ Ngọc Thu, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. Bà Thu chấp hành bản án 3 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại trại giam Xuân Lộc ngày 1 tháng 10, trại giam Xuân Lộc, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ông Nguyễn Chí Tuệ, Phó tranh án thường trực Tòa án Nhân dân tối cao, dự lễ công bố quyết định đặc xá tại trại giam Xuân Lộc. Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, trại giam Xuân Lộc có 69 phạm nhân được Chủ tịch nước quyết định đặc xá. Tất cả số phạm nhân này đều đã được ra soát, xét duyệt chặt chẽ, được tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá thẩm định kỹ càng đảm bảo đúng quy định, khách quan công bằng. Các phạm nhân này có tội danh, mức án, thời gian đã chấp hành án đảm bảo đúng điều kiện đặc xá năm 2024 và đã tự nguyện hoàn thành phần hình phạt bổ sung là các khoản tiền án phí, bồi thường truy thu. Đáng chú ý, đợt đặc xá năm 2024, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá tha tù cho bà Bồ Ngọc Thu, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, bà Thu chấp hành bản án 3 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại trại giam Xuân Lộc Lãnh đạo trại giam Xuân Lộc cho biết, từ năm 2009 đến nay, trại giam Xuân Lộc đã thực hiện 9 lần đặc giá cho phạm nhân. Phần lớn người được đặc giá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện, không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Tỷ lệ người được đặc giá tái phạm tội rất thấp. Công tác đặc giá trong những năm qua đã góp phần thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đối ngoại được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao, góp phần thực hiện tốt Chiến lược Quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030. Anh Đặng Văn Tấn, 46 tuổi, quê tỉnh Long An, chấp hành bản án 5 năm 6 tháng về tội vận chuyển hàng cấm tại trại giam Xuân Lộc. Anh được trại giam Xuân Lộc đề nghị Chủ tịch nước đặc giá khi bản án còn lại hơn 2 năm. Vui mừng khi nhận được quyết định đặc giá, anh Tấn cho biết mấy hôm nay ngủ không được do vừa mừng vừa mong được về nhà để gặp cha mẹ. Anh Tấn nói, tôi về Long An phụ giúp cha mẹ chăn nuôi, sống cho lành để không phụ lòng hội đồng cán bộ, ban giám thị đã giáo dục, tạo điều kiện cho tôi chấp hành án, cải tạo trong những năm tháng qua. Trước đó, tại buổi họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 9, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, thứ trưởng Bộ Công an cho biết trong hơn 3.700 phạm nhân được xét đặc xá, tuy nhiên không có tên của các ông Đinh La Thăng, Chu Ngọc Anh và Phạm Xuân Thăng. Thưa quý vị, Công an huyện Thủ Thừa Long An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người đi xe máy tử vong tại chỗ. Khoảng 9 giờ sáng ngày 1 tháng 10, xe container mang biển kiểm soát 51C 48771 lưu thông từ hướng thị xã Kiến Tường đi thành phố Hồ Chí Minh khi đến đoạn thuộc địa bàn ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa Long An, bất ngờ va chạm với mô tô mang biển kiểm soát 62U1 15680 do chị Trương Thị Bích 40 tuổi, ngụ xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường Long An lưu thông cùng chiều cú va chạm mạnh khiến chị Bích té xuống đường, bị bánh xe container cán qua người, tử vong tại chỗ. Nhận được thông tin, cảnh sát giao thông công an huyện Thủ Thừa có mặt tại hiện trường phối hợp các lực lượng chức năng điều tiết giao thông, thu thập thông tin, điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo người dân sinh sống dọc theo quốc lộ 62, tuyến đường này xuống cấp nhiều năm nay, thời gian gần đây thường xuyên mưa nên xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà rất nguy hiểm với người tham gia giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh và những người xung quanh, sáng ngày 1 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trên toàn quốc, trong đó tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, phụ huynh học sinh, người giám hộ, người giao phương tiện cho các em học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Theo đó, việc xử lý vi phạm được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên liên tục tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của phụ huynh và các em học sinh, bảo đảm giữ nghiêm kỷ cương của pháp luật và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với các em học sinh. Sáng cùng ngày ghi nhận tại nút giao Bà Triệu Trần Hưng Đạo, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, tổ công tác đặc biệt số 1 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm là học sinh. Em hát học sinh lớp 12, ở quận Hai Bà Trưng Hà Nội, khi bị tổ công tác dừng kiểm tra do chưa đủ tuổi điều khiển xe, nam sinh này cũng nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân và cho biết được gia đình giao xe cho đi. Trong buổi sáng tổ công tác cũng dừng kiểm tra nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường. Đối với các lỗi vi phạm, lực lượng chức năng sẽ mời phụ huynh đến làm việc và gửi thông báo về trường học. Theo Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt số 1 cho biết, ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kết hợp tuyên truyền học sinh phụ huynh không tái phạm. Ngoài việc tăng cường tuần tra kiểm soát, các đơn vị sẽ bố trí lực lượng duy trì, bảo đảm khu vực cổng các trường học nhất là thời gian đầu và cuối giờ học nhằm tuyên truyền giáo dục xử lý các trường hợp học sinh phụ huynh, học sinh vi phạm. Thưa quý vị, cuối chương trình như thường lệ sẽ là tin tức về tình hình thời tiết các vùng trên cả nước. Gió mùa đông bắc bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc và tiếp tục tràn sâu về đồng bằng. Với nguồn không khí lạnh này, người dân ở khu vực Hà Nội sẽ cảm nhận được tiết trời xe lạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi phía bắc nước ta. Bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Cơ quan khí tượng cho biết, trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ, vùng núi 17 đến 19, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Ở Nghệ An đến Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Riêng thời tiết Hà Nội, đêm trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ. Từ đêm ngày 2 đến ngày 4 tháng 10, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Từ ngày 2 tháng 10, khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Như vậy với những diễn biến hình thái thời tiết trên, những người dân miền Bắc sẽ được hưởng tiết trời thu với nắng, gió hành hào và xe lạnh về đêm và sáng. Giai đoạn chuyển mùa bắt đầu, kiểu thời tiết này sẽ kéo dài liên tục từ 7 đến 8 ngày tới. Các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa kéo dài, không lớn nhưng hầu như ngày nào cũng mưa, nhất là khu vực Thừa Thiên Huế. Miền Nam vẫn còn ảnh hưởng chính của gió mùa Tây Nam nên vẫn có khả năng mưa rông về buổi chiều mưa cũng có xu hướng giảm dần trong những ngày tới. Từ đêm ngày 2 đến ngày 10 tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm không mưa, ngày nắng, trời mát, đêm và sáng sớm trời lạnh. Dương vùng núi từ đêm ngày 2 đến ngày 4 tháng 10, đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 3 tháng 10, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Những khu vực khác tiết trời giai đoạn này ít biến động hơn. Cụ thể ở Bắc Trung Bộ, từ đêm ngày 2 đến ngày 4 tháng 10, đêm và sáng sớm trời lạnh. Trung Trung Bộ, đêm ngày 2 tháng 10 có mưa rào và dài rác cầu rông cục bộ có mưa to. Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 10, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Nam Trung Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cơ quan khí tượng cảnh báo, các khu vực mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Liên quan đến cơn bão Carathon đã thành bão số 5 trên biển Đông, đến 10 giờ sáng nay, Vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201 đến km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h. Theo dự báo hiện tại, bão không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị trong các video tiếp theo.